Chào mừng bạn đến hướng dẫn thiết kế website miễn phí do Thân Nguyễn trực tiếp hướng dẫn. Giờ mới bắt đầu học thiết kế web. Phần 1. Hướng dẫn thiết kế website bằng của TRÊN. Đầu mua một cái tên miền thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ vào website, các bạn sẽ vào trình duyệt, các bạn sẽ gõ là nguyenthan.com/tenmien thì sẽ ra cái giao diện cái tên miền mà giá rẻ mình đã giới thiệu chia sẻ với các bạn trên website đó. Đây là tên miền của thằng Nam Chết. Thì để mua được tên miền thì các bạn sẽ gõ vào đây tìm kiếm đó, xong các bạn sẽ vào đăng ký tài khoản để các bạn mua. Thì các bạn sẽ gõ vào, giả sử như mình sẽ gõ vào là kiếm tiền online đi, thì các bạn sẽ tìm kiếm. Thì sẽ có là kiếm tiền online.com và những cái tên khác nữa tùy theo mỗi cái mà giá khác nhau đó. Thì các bạn muốn kiếm tiền online.com thì các bạn sẽ đặt hàng tại vì tên này có người mua rồi đó. Còn những tên khác thì các bạn sẽ xuống kiếm đây, giả sử như chấm like thì nó sẽ 8,8 đô một năm, chấm wiki thì nó sẽ là 8,8 luôn, và chấm DÀNH thì nó sẽ là 17 đó, chấm OI 32 đó. Thì theo mỗi tên miền nó giá khác nhau. Thì mình đã chia sẻ các bạn là cái tên miền mà giá là 0,88 đô đó, tùy theo chấm. Giả sử như mình chọn chấm US thử xem nha. Chấm mi thì nó sẽ là 3,88 đô một năm đầu, và năm thứ hai nó sẽ là 18,99 đô đó. Thì các bạn mới mua, mới làm website thì các bạn nên chọn những cái tên miền giá rẻ thôi, hoặc là các bạn nếu có điều kiện thì các bạn sẽ chọn trước. Nếu bạn định hướng tương lai mà các bạn làm lâu dài á thì các bạn sẽ chọn những cái tên miền mà nó gọi là .com hay .us đó, tại vì nói chung cái chấm thì cũng không quan trọng. Quan trọng là các bạn sẽ bước vào cái con đường kiếm tiền online để định hướng, và các bạn sẽ chọn như thế nào. Sử dụng mình chọn cái 3,88 đi đó, thì mình sẽ thêm vào chỗ hàng, chọn cái này đó, thì nó sẽ ra cái thông tin đây. Các bạn sẽ bấm vào đây để tiếp tục. Rồi, hỏi bạn là mua 1 năm hay là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó. Đó. Thì 1 năm là 3,88. Rồi các bạn bấm cho xác nhận. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào đây đăng ký, còn bạn có tài khoản rồi thì các bạn bấm vào đăng nhập thôi. Đó, giả sử như tên bạn nè, mật khẩu, tên tên đăng nhập nha, giống như là username, nickname, rồi password, tập lại password, tên đầu tiên, họ, địa chỉ email, tạo tài khoản tiếp theo. Đó, thì để mình sẽ thí nghiệm cho bạn xem một cái tài khoản luôn. Giả sử mình thannguyen01 đi. Đó. Rồi, mình sẽ đăng ký lại đi nha. Rồi, các bạn lập lại mật khẩu. Rồi, tên của bạn. Giả sử như mình Bí Việt Thăng đi. Bí Việt Thăng
Rồi, địa chỉ email của bạn là gì? Đó, mình sẽ điền vào. Đó, là xong. Các bạn sẽ bấm vào tạo tài khoản. Rồi các bạn bấm đồng ý và đăng ký tài khoản. Sẽ trông cho các bạn là những cái chữ thường thôi. Đó. Đó, đây là xong cái bước mà đăng ký một cái tài khoản. Thì kế tiếp là các bạn sẽ bấm tiếp tục thanh toán. Yêu cầu các bạn sẽ điền cái địa chỉ của các bạn. Giả sử như bạn ở tỉnh nào, sẽ mình ở Bình Dương đi. Cái code của mình là 820.000. Đó, ở Bình Dương nó gì đó bạn. Cái này nó không cho dứt khoa nên các bạn dứt bình thường, không cho dứt có dấu chứ. Thôi đây thủ dùm 1 đi, tại Bình Dương thành phố thủ dục 1 nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn cái số điện thoại của bạn, nó sẽ như bạn sẽ chọn cái Việt Nam của mình là cộng 84 các bạn. Rồi, bạn sẽ điền vào số sẽ như 99557725258. Số phát nếu có rồi. Rồi, còn thiếu gì nữa? Đây cái dòng địa chỉ quan trọng nè. Số 2 được số 10, số thần 1. Đó. Nên sẽ không cho có dấu. Thì các bạn sẽ điền không dấu. Này là mình quần mình bên quại nên mình điện nó không lấy nha. Thì các bạn mà điền thì nên điền chữ hoa chữ thường cho nó hợp lệ xíu. Đó. Thì cái tên này cũng vậy. À, không có cho mình chứ có dấu. Thì các bạn sẽ bấm không dấu thôi. Đó, hợp lệ hết rồi đó. Cái địa chỉ này dài quá nên yêu cầu các bạn phải chia ra hai dòng. Đó, sử như cái này là nó sẽ cắt xuống dưới đây nha. Đó, đơn giản thôi nha bạn. Rồi, không hợp lệ hả, thì mình sẽ bỏ đi. Rồi, đó, ok đó bạn. Bạn sẽ bấm vào tiếp tục. Bạn sẽ bấm vào sử dụng công ty Nguyễn, dịch vụ là ví dụ nó không cần thiết rồi đó bạn. Rồi các bạn vào đăng ký tiếp tục. Rồi ra duyệt cái địa chỉ rồi thì các bạn sẽ bấm vào tiếp tục.
cái này mới bước quan trọng nha bạn. Các bạn sẽ bấm vào chọn hình thức là thanh toán như thế nào. Tại sĩ mình chọn hình thức là thanh toán bằng PayPal đi, nó dễ. Đó. Rồi, bấm vào tiếp tục. Rồi, các bạn sẽ bấm vào check out with. Đó. Thì yêu cầu các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản PayPal. Giả sử mình đăng nhập tài khoản PayPal khá chấp phần Nguyễn luôn đi. Rồi, mình bấm vào. Thì do tài khoản này mình không có tiền, cho nên nó đòi hỏi các bạn là phải rồi hỏi các bạn là phải thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Mastercard. Đó, điền thông tin vào. Thì cơ bản các bạn có tiền thì nó sẽ hiển thị lên và thêm vào thanh toán thôi. Đó. Đó, kêu thêm vào. Rồi bước này các bạn bấm vào là xong. Ok. Thì giống như cái thanh toán bên mua cái hosting gì đó. Thì hosting mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì cái này mình sẽ không hướng dẫn cái bước cuối cùng, thì giống như cái video trước thôi, cái video sau này nè, thì hướng dẫn hosting đó, thì thanh toán rồi nó sẽ gửi nó bằng một cái hóa đơn, thì các bạn sẽ thấy thôi, sẽ như anh em chat đi, đó. Đó. Đây là cái tên miền mình đã mua rồi. Cái giá là 0.88 đô nè bạn. Thì thanh toán rồi nó sẽ gửi các bạn cái này. Và các bạn chỉ việc là đăng nhập vào cái tài khoản để liên kết với cái thằng hosting thôi. Rồi video mình hướng dẫn tới đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Mình hẹn lại gặp bạn video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái liên kết giữa hosting và domain để tiến hành làm website. Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm ơn chia sẻ video này cho mọi người biết mình.